cập nhật tình hình COVID-19 thành phố Cần Thơ. Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19 thông báo cho những người có liên quan với các điểm nguy cơ COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến ngày 2 tháng 9 năm 2021 như sau. Số 110-6 đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều. Số 390F đường Trần Nam Phú, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Số 86B-9, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Số 160-30B, đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Nhà trọ QH hẻm 311, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Số 79 tổ 40, khu vực 6, phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Số 34C, đường Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thủy. Số 7/8, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy. Ấp Tân Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh, đề nghị khẩn trương đến trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế. Thành phố yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, không ra ngoài khi không cần thiết, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K và các biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai trên địa bàn thành phố. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.